Ủa chả ăn nhá. Dạ quan đi ạ. Em cắn đi, em cắn đi. Cắn miếng to mà. Ngon không? Ngon quá. Ngon quá. Ui ôi. Hiện tại thì mình đã về tới bản rồi mọi người ạ. Bây giờ thì cũng đã là trưa, gia đình thì đang chuẩn bị cơm nước rồi. Cô chú thì cũng vừa mới về xong. Con măng này to à? Chú, cô chú đi hái xe không? Cái chỗ hôm qua á. Ồ thế thì cũng xa đấy. Cũng không gần đâu. Anh nấu món gì đây? Không cần cầu kỳ quá đâu nha. Đơn giản thôi. Ồ nhiều đồ thế này. Đây là thịt gà anh à. Bên đây là món gì? À, măng che khô đấy à? Măng che khô. Ừ, ngon đấy. Đơn giản đấy ạ, không cần cầu kỳ đâu. Gia đình thì đang chuẩn bị cơm trưa đây mọi người ạ. Nhiều đồ quá. Nấu đơn giản, ăn anh gia đình mình ăn nhanh thôi. Ừ. Cầu kỳ quá, khách sáo quá. Cô đang nấu nồi gì to vậy? Cô thì đang đây là nấu đồ ăn cho lợn mọi người ạ. Ở đây gia đình thì có nuôi khá là nhiều gà và lợn. Lợn đen đi mọi người ạ. Một đàn lợn con và một con lợn mẹ. Bên này thì là một con lợn đực. Đó, ui dồi ôi. Nó định nhảy ra.
ra ngoài làm thư chú. Xin mời các bạn ăn xoài đầu mùa cùng cô cháu mình nhé. Ngon lắm nè. Ngon không chị? Làm ngon nhưng mà làm mặt xấu. Hai đứa nhỏ này. Xe nào? Kẹp tay. Đây là xoài non mọi người nhé. Xoài đầu mùa đấy. Anh Tôm có về đây không? Mình sẽ chấm cùng muối. Rồi xin mời cả nhà. Cho này cho đỡ chua, vừa chua vừa chát. Cái này gọt đỡ hơn, để vỏ thì chát. Lấy vỏ ra đây cho em cái này. Đấy, cho em cái này đỡ chát. Chát quá. Mọi người có ai thích ăn xoài non chua không? Mời mọi người nhé. Rồi, chiên chung muối. Ăn cà ngọt ngon hơn. Chua chát. Ngon không em? Em thì ngon không? Chua nhẹ. Chua nhưng mà vẫn thích ăn. Đây em chấm cái này không? Chấm một ít cho nó ngon. Mồm không có ạ? À, nói trả lời thằng này. Xin chào cả nhà. Hiện tại thì mình mới vừa từ bản về mọi người ạ. Vừa anh Vũ anh đưa mình về. Bây giờ thì anh đang di chuyển xuống và anh về lại bản rồi. Ngày hôm nay thì mình không có đi tìm ong mật mà mình đi về bản để làm video và cũng như là đăng tải video. Mấy ngày hôm nay thì thực sự là mình quay được rất nhiều video nhưng mà thực sự không có thời gian để làm. Và ở đây thì thực ra là cái mạng để có thể làm và cũng như đăng tải video nó không được tốt, vì vậy nên mình cũng ra video khá là chậm. Đợt này cái lưu lượng và cái việc đăng tải của mình nó sẽ diễn ra khá là chậm, thì mong mọi người thông cảm nhé. Còn video thì thực ra là mình quay được nhiều lắm. Quay được nhiều nhưng mà không có thời gian làm. Và luôn luôn bị ùn tắc bộ nhớ. Một vấn đề rất là nan giải trong thời gian này. Và đây mình quay qua cho mọi người xem một chút cái khung cảnh ở nơi mình đang sinh sống. Ở đây thì hiện tại chỉ có một mình thôi. Một mình sống trong khu vực này. Khu này thì không có người đâu mọi người ạ. Ở đây chỉ là bên bờ của dòng sông Đà. Còn bản thì cách đây hàng chục cây cơ. Chẳng có ai cả. Bên kia thì có cái nhà máy vận hành. Thì người thì chả biết ai vai. Và họ ở tít bên kia xa lắm. Bây giờ thì mình sẽ đi quanh. Mà bây giờ mình sẽ đưa mọi người đi cùng hái quả nhót nhé. Lúc mấy hôm trước thì mình đến đây
thì anh Vũ anh có bảo là có nhót thì có thể vặt ăn. Mình thì hiện tại vẫn chưa vặt, thì bây giờ mình sẽ vặt. Và lúc nãy mình đi qua tham quan khu vực nhà thì có rất nhiều cây xanh, cây xanh, cây rau. Ở đây thì rau sạch lắm mọi người. Mình nghĩ là hái trực tiếp và ăn luôn thôi. Còn đây là cây nhót nữa. Cây nhót này thì cũng không có nhiều quả đâu, nhưng mà mình có nhìn thấy quả nó rồi. Bây giờ thì mình sẽ vặt nhé. Đây cây cây nhót đây mọi người, quả nó đây này. Đây có một quả này. Trên này góc kia có 2 hay 3 quả kìa. 1, 2, 3, 4 quả, nhưng một quả bị héo. Nhưng mà ở đấy xa lắm, trong mình không trèo đâu. Thôi mình sẽ hái tạm một quả này ăn xem nào. Thực ra chưa ăn mà nước miếng nó đã tuôn hết rồi. Chắc là chua lắm đây. Ôi trời. Rồi, đã hái được. Chín đỏ mọi người nhé. Không biết là có ngọt hay là chua đây. Nước miếng thì chảy hết rồi. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển xuống. Yeah. Mình lau cái lớp áo của nó đi đã. Chắc chua lắm mọi người ạ. Nhâm 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 nhâm. Mình bóp ra một chút đã cho nó đỡ chua. Nước miếng thì cứ chảy thôi mọi người. Xin mời mọi người. Chua. Chua. Và đây là cảnh phía trước của ngôi nhà mình đang sống ở đây mọi người nhé. Đây là cánh đồng lúa. Trên phía trước là những cánh đồng lúa ruộng bậc thang mọi người ạ. Đây là cái ao nơi thả cá và chăn nuôi gia cầm gia súc. Nhà anh thì có cả một chỗ nuôi gia súc ở phía sau, nuôi bò, nuôi trâu ở phía sau nữa. Và khu đằng trước đây, khu đằng trước này thì cũng có nuôi trâu bò, nhưng mà ở phía giáp sông. Ở đây thì gia đình anh trồng đầy đủ các loại rau để có thể phục vụ sinh hoạt gia đình, trong gia đình. Cảnh đẹp lắm. Đẹp lắm mọi người ạ. Đây, mình sẽ đứng đây quay cho mọi người xem phía trước của ngôi nhà. Ở đây thì chỉ có một mình sinh sống ở đây thôi. Thoải mái lắm. Mọi không biết mọi người có thấy sợ không, nhưng mà hiện tại thì một mình đang sống ở đây đấy. Ban đêm nơi này thì chỉ có nghe thấy tiếng nước chảy thôi. Một căn nhà và một trái tim rực lửa đó. Đó, mọi người thấy đẹp không? Ở đây thì có đàn cà chua này. Và bây giờ mình sẽ hái trực tiếp mình ăn nhé. Hôm trước mình ăn rồi, cà chua đây ngọt lắm. Bây giờ mình sẽ ăn lại cho mọi người nhìn, cho mọi người thèm nhá.
Chào cả nhà. Và đây là dàn cà chua của gia đình. Bây giờ thì mình sẽ hái cà chua mình ăn trực tiếp để cho mọi người xem là cà chua sạch là như thế nào nhé. Mình hái trực tiếp trên cây. Đó. Bây giờ mình sẽ ăn. Hôm trước mình ăn rồi, ngọt lắm. Rất giòn mà ngọt. Quá ngọt luôn. Ở đây có những quả mướp nó thơm lắm mọi người. Nó không to đâu. Nó khá là nhỏ. Giống như gọi ở dưới xuôi gọi là mướp thóc ấy. Ăn thơm lắm. Nấu canh thì rất là tốn cơm. Đó thì mình cũng quay qua cho mọi người xem cái khung cảnh cũng như là nơi mình sống. Ngày hôm nay thì mình không có đi bắt ong. Ngày hôm nay thì mình ở nhà. Thứ nhất là mình sẽ quay vào bản để mình làm cũng như là đăng tải video. Và mình vào đó để mua một chút lương thực để ăn qua ngày. Mình ở đây thì cũng mấy hôm. Thì mình cũng phải đi chợ để có thể mua lương thực và sinh hoạt qua vài ngày đấy. Và đến các mùa. Ví dụ bây giờ thì hiện tại đang là mùa cao điểm của mật ong. Thì mọi người ai có nhu cầu và muốn ủng hộ anh em chúng mình thì có thể đặt hàng ở phía dưới phần mô tả. Anh em mình thì vẫn lên rừng hàng ngày, vào trong những cánh rừng già để thu hoạch những tổ mật ong rừng nguyên chất. Cam kết là nguyên chất 100% nha mọi người. Không có pha tạp chất gì đâu, mọi người yên tâm nhé. Và qua mùa mật ong thì sẽ đến mùa măng. Mùa măng sẽ rơi vào từ có thể là tháng 5, tháng 6 này, tháng 7 này. Đấy. Xong mùa hạt dổi, mùa mắc khén. Đó, thì mình sẽ quay lại đây. Sẽ quay lại đây để quay lại chi tiết những cảnh mà anh em cũng như là bà con đi lên rừng để thu hoạch cả những sản phẩm từ rừng. Khu vực sông Đà ở nơi mình đang ở mọi người, hiện tại thì cũng không có nhiều cá to đâu. Nói chung to thì cũng chỉ khoảng độ tầm, nếu mà căng thì khoảng dưới 10 cân. Còn như ngày xưa khi mà chưa có thủy điện ở đây thì nó có, mình nghe nói là nó có lên vài chục cân, 30 cân con cá lăng. Đó, nhưng bây giờ thì không có. Bây giờ thì không còn những con cá như vậy nữa. Bây giờ thì chỉ có con cá nhỏ thôi. Mình thì cũng muốn và có ý định đi trải nghiệm là bắt cá ở sông Đà. Hôm trước thì cũng có nó quay video tại vì mình đi vào buổi tối. Nhưng mà thẻ nhớ nó có vấn đề. Vì vậy nên cũng không lưu được. Cũng bị hỏng mất cái file đó. Hôm đó thì anh em mình đi vào buổi tối lúc đập ở trên người ta xả nước. Vì vậy nên cũng bắt được một chút cá, vài con. Bây giờ thì cũng đã là gần tối. Anh Vũ thì anh đã về nhà anh rồi. Bây giờ ở đây thì còn một mình và mình chuẩn bị nấu cơm và ăn bữa tối. Thôi, thông tin mình xin thông báo với mọi người như vậy nhé. Để mọi người có thể hiểu cũng như là biết được trong cái thời gian này thì mình thì cũng cố gắng là quay video và cũng làm video và đăng video. Nhưng mà mọi người phải thông cảm cho mình. Tại vì khu vực này nó xa bản và khá là thiếu thốn. Thứ nhất là điện thì không ổn định, tại vì chạy bằng máy phát điện tự, cái máy phát điện ở trên đó là máy phát điện bằng nước. Thứ hai là cái mạng wifi đấy không có, mạng 3-4G thì không thể đăng được những video mình làm, tại vì nó ngốn dung lượng lắm. Đó, thì mình cũng cố gắng là
mình đi quay, và nếu mà có thời gian rảnh thì mình sẽ vào lại bản để mình có thể là làm cũng như đăng tải video. Thì trong cái thời gian này thì mình sẽ lên chậm video một chút thì mong mọi người thông cảm. Và cũng giới thiệu qua căn nhà mà hiện tại mình đang sinh sống và ở đây trong thời gian này. Chua và cơm thôi mọi người, không có gì nhiều đâu, mình nấu rất đơn giản. Ở trên này thì không đầy đủ, nhưng nấu này là mình nghĩ là ngon lắm. Xin mời mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem, đã theo dõi và ủng hộ các video của mình. Xin hẹn mọi người tại các video tập tiếp theo. Mọi người nhớ bấm đăng ký kênh để xem thêm nhiều video về khám phá đời sống ẩm thực của mình mỗi tập nha. Chào tạm biệt mọi người, mình là Hiếu. Cảm ơn mọi người đã luôn xem và ủng hộ những video của mình.